Ok, bao nhiêu What the fuck? Đây là váy cưới nice. Love make a house a home. Ok. Một ngôi nhà. Đụp. What the fuck, mẹ. Ok. Ổn không? Ổn kiểu ổn không? Không sao, không có chuyện gì. Mình không hiểu chuyện gì mà xảy ra cả nhưng ok hiểu không? Này nào. Ok. Mở. Đóng. Ok. Kiếp. Và bây giờ mình chạy đâu bây giờ? Ok, đường chạy. Mình không biết là mình đang đi đâu cả nhưng mà ok hiểu không? Có đường chạy là ok rồi. Giờ sao nhỉ? Đi đâu đây? Mình cũng chả biết là mình đang đi đâu cả. Ok, nhảy. Mở sốt cà chua, tốt. Tốt, mình rất mong có sốt cà chua. Nó cần đến tận đây cả. Oh. Nó biết teleport, what the fuck. Sao nó đi nhanh thế? Không. Baby, cái... What? Thằng này nó, what? nhảy. Ok. Ok. Ok, đẹp. Oh, what? Ồ, vãi. Ow. Ow. Cái đờ mờ nó bình thường, nó lo lắng cho mình nhưng mà ok. Đúng rồi đấy, tao thả chết còn hơn. Yep. Wow. Ok, ổn thôi. Thứ nhất là... What? Chân nhảy, chân ra khỏi đây, please. Em muốn ra khỏi đây, please. Oh, a woman work is never done. Wow. Cảm ơn cuộc đời. Cuộc đời quá tuyệt đẹp đối với mình. Ok, bye. Đường này không có đường đi. Oh god. Giờ sao đây? Mình bắt đầu hoảng loạn rồi. Oh, cửa. Thank you, cửa. Tao cảm ơn mày. Ok, bye, cửa. Cảm ơn mày đã giúp đỡ. What the fuck? Máu. Mình đi theo vết máu. Mình đi theo vết sơn cà chua. Tại vì đấy là món mình thích nhất. Nhưng mà... What the fuck? Ok, ổn rồi. What? Oh. Ôi dồi ôi. Ôi, không có gì cả. Em sẽ chui vào đây. Bye. Smell of my love's over. Darling. Oh, nó biết mình ở đây à? Oh, cái đệt. What? You make yourself a gift for me. A delicacy. Oh, mặt nó kia. Unwrapped. And unwrapped again. Ôi cái tiếng của nó trong cái tai nghe, ôi. Here we go. Ôi nó kéo mình đi đâu đây cơ? Kêu! Help! Help! Nó đang kéo mình đi đâu đây? Ok. Có một thằng con trai, một đàn ông. Vulgar. Nó gọi mình là cưng. Và nó muốn, không muốn mình chết mà không có nó. Và... What? But after the ceremony, my maid and honest woman. What? You found a child, mate. And be a different man. Wow. What is that about? I want a family, a legacy, to be the father I never had. What? I'll never let anything happen to our children. Not like. Kinh vậy. Thế các bạn thằng này bị mất, chắc là kiểu bị mất bố mẹ từ nhỏ, giờ nó bị tâm thần. Xong rồi bây giờ nó muốn có làm một người chủ. Just as eager as I am to consummate our love. Ok. We'll try to do any anticipation. What the fuck? Cái gì sao nhiều máu me và cũng cưa. Không, mình không muốn thư giãn lúc này tí nào cả. Oh god. Mười hai tiếng sau, sao nó biết được là 12 tiếng sau hay là chỉ game nó nói thì được?
What? What the fuck? Ok, có một thằng đang ngồi, đang nằm trên bàn cưa. Không hiểu tại sao cơ mà ok vậy. Darling, I need you to try to bleed less. Chảy máu với tôi quá. I know the fair effects often endure the same wounds with more suffering. But you really need to make an effort. Oh, oh, oh. Oh, ôi, ôi. Mình chắc chắn là cái thằng thằng này trình thằng này chắc chỉ bác sĩ cắt tường trở lên thôi. Love. Mình không nghĩ là nó giỏi phẫu thuật cho lắm. Oh. Oh. Okay. À. Thì các bạn là mình vừa nhìn thấy một thằng bị phẫu thuật thẩm mỹ. Hold still now. Với một bác bởi một bác sĩ có trình độ cắt tường. Ok. Oh. Silky smooth. Like a little girl again. Now the worn, delicate bits. No! No, don't! Please! Oh! Oh! Oh, God! You've given up. You're ugly. You've given up. You know, if you were straight enough. Oh, God! Bleed, please. And I. Ôi giời ôi, sao mà chịu nổi. Nope, nope, nope. Thằng này có thoát ra khỏi chỗ này là nó điên luôn. Yep, và đến lần mình. Mình nghĩ là cũng, mình cũng nghĩ được đến đoạn này rồi. Ok. Good job. Ew. You have amazing bone structure. Such soft skin. You're going to be beautiful. Không, không, không. Oh God, đời mình đi rồi. A woman has to suffer some things. It's not pleasant, I know. But just try to endure. For my sake. Anh ơi đừng. For the sake of our children. Không, anh ơi đừng đùa thai em đi. What the fuck? It won't take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away everything vulgar. A soft place to welcome my seed, to grow our family. The incision will hurt, and the conception. And birthing is never easy. I'll make the cut fast. Just close your eyes. Oh, go, no, I got you. Oh. Oh, oh, tình yêu nào đây? Tình yêu của đời em. Oh. Oh, tình yêu của đời em, cảm ơn anh rất nhiều. Holy shit. Cuộc đời mình tí nữa kết thúc trong chớp mắt. Oh god damn it. Trời giá anh mày. Ôi giời hết. What? 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 Hết sạch pin luôn mà. Biết đi đường nào đấy? Khốn nạn. Patient. Ôi rồi, anh đi đường đấy à? Anh. Ôi sao đấy? Giờ sao chơi? Vậy sao chơi? Cái này sao chơi đây? Tối om. Vãi cả linh hồn không? Ôi. Tối vai. Đen xì, mình còn chả biết mình đang đi đâu, mình đang đi vào góc mà úp cửa. Ôi, chúng ta quay lại bàn vị trí ban đầu. Ôi. Anh ơi đừng. Anh ơi đừng. Sao lại không có pin nhờ? Không có pin khó khăn đấy cơ à? Anh ơi đừng. Anh ơi đừng. Hai em đi mà anh ơi. Không có một cục pin nào cả. Tối mai sao mà đi? Ôi. Mình chơi này quá bằng đánh đố nhau à? Ui. Cái chính là giờ nghĩa suy nghĩ kia mà. Ờ, nó đuổi từ đường đấy, chắc chắn là đường đấy có đường. Ok, 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 suy nghĩ bình tĩnh nào. Ok, không có gì cả. Chạy đi, chạy đi.
chạy đi. Và đi từ đường này ra chắc chắn là đường này có đường thôi. Không cần quan tâm đến cái gì cả, nhưng mà ok hiểu không? Đang đi theo mình ngay sau lưng, sau đít mình thôi. Oh god, đi theo ánh sáng, Pearly. Oh god. Oh. Ôi Iger đừng. Iger. Mình đã tìm được đường chạy thực tế. God damn it. Tại sao lại không có pin nào à? Ghét thật. Nó đúng kiểu này, nó đúng đến đánh đố mình rồi gì nữa. Nó chơi. Ok, mình pin nào. Bên kia mày ra đây. Mày ra đây. Rồi. Mày ra đây đúng không? Ok, mày đi đường này mà. Mày giỏi, mày đuổi vào đây. Mày vào đây. Vào đây. Mày kích mày vào đây. Sao? Ôi dồi. Ôi, thật em đùa, em đùa. Anh chưa gì anh cáu kinh ấy. Anh lại. Bình tĩnh mà. Đàn ông con trai nói chuyện nhau từ thế em gì mà phải chưa gì căng thẳng ai. Dao thì tay lăm 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 kia thì còn nói chuyện. Em có làm gì anh đâu, thằng kia rảnh anh mà. Ờ, vô duyên với ai. What fucking shit. Ôi dồi ôi. Ôi. Sao mà đi. Cửa. God damn it. Thề cái trò đấy rất là... Cái đoạn này mà nó còn chơi kiểu này thì... Cái đoạn này y hệt cái đoạn mà... Mình bị cái thằng bác... Không, cái thằng nào nhỉ? Ờ, phải thằng bác sĩ không nhỉ? Nói chung, cái thằng bác... Ờ, đúng là thằng bác sĩ ở phần 1 nó đuổi. Đuổi quanh cái phòng bệnh nhân ấy. Trời ơi. Trần đời ai hoảng luôn. Con đẹp ấy. Chạy mày anh mày. Rồi không phải là lúc mà mày chần chừ với ai đâu. Đời mình sắp kết thúc rồi đây. Mày chỉ bước chân chấp 5 giây thôi, cuộc đời mày kết thúc rồi đây. Đã bảo em không làm gì anh cả. Cái thằng làm anh tàn tạ thế là do cái thằng khốn nạn kia. Em không liên quan hiểu không? Ôi đóng cửa, bye bye. Đi ra đi vào đóng cửa, ok. Bye bye. Cửa cửa please, cửa please. Bye bye. Trời ơi, tối thế này. Nhảy qua được không mày? Mà mày không nhảy ra được thì tao thề. Goodbye. Ôi chân đã đau này còn đau hơn. Chân đã phê này còn phê hơn. Fuck this. Bò đi. Ok. Fuck, thằng khốn nạn, cút, khốn nạn, bệnh. Cuối cùng mình cũng thoát khỏi thằng này. Mong làm ơn, đến đây rồi mà còn gặp con... Tại sao? Oh, pin, pin, anh yêu em quá. Oh, what? À rồi, oh. Ánh sáng về với bên buôn làng mặc dù không cần thiết lắm thôi, tắt đi đi. Ok, khiếp giờ đi cả nhắc này trông sợ quá. Find the key to access the mail what? Pin nữa. Em yêu pin, em mến pin. Vì mỗi lần pin đầy em vui. Ôi ôi, đừng có mà bảo là trong này lại có một thằng zombie đầu bếp rồi rõ. Đang đợi mình thì nó cắt tiết mình, nó làm thịt lợn nhá. God damn it. Tối vai. Cạch gì vậy? Trong này có gì không? Nếu mà mình không có gì mình nghĩ là nên đi ra. Ôi có cửa này. Oh nice. Wow. Ôi dồi. Ok. Thằng này chắc là kiểu đang định chui qua đây nhưng mà bị thằng nào đang đứng sau đấm. Tức là ở đây có người có thể làm được khả năng, có khả năng làm như thế này à? Oh, nice, good job. Đời mình kết thúc rồi.
What the fuck? Oh, guy dead. What? Cái gì vậy? Ew. Tức là trong đúng rồi, tất nhiên là phải như vậy rồi. Quan tâm chụp cảnh giật đuổi nữa cơ đúng không? What the fuck? Đừng bảo nó quay trở lại chứ. Cái thằng khốn nạn đấy đùa đời mình sao nó nản thế chứ để không gặp được. Ô cái gì đấy, oh nice, good job. What, đây có tiếng nhạc phụ họa nữa, cảm ơn game, mày làm tốt lắm. Nếu mà mày muốn dọa tao thì mày làm tốt lắm, tốt luôn. Đang đi đâu rồi nữa? Sắp hết pin ở đây, không có thời gian đâu. Đi đúng một vòng phòng này chẳng có cái gì kìa. Ok, xác định không có gì rồi, thế là thôi. Ờ, nó bị bịt được cái đường bên kia. Nó sao? Ôi, lỗ quá. Ô, tức là mình phải vào phòng này, ok, hiểu không? Mình hiểu, ok. Ok, chui vào đây đã. Ok, đẩy cái này ra nào. Pin kìa. Ok, thank you. Rồi sao? Rồi thì cửa này mở ra. Good job. Là sao? Chẳng biết làm gì nữa. Thanks. Bây giờ đi vào đây mà. Mình chưa kiểm tra kỹ chỗ này. Ôi, chỗ này chẳng có gì kìa. Ôi! Ôi dồi ôi! Hello. Anh ơi đừng. May mà mình đẩy cái chỗ này là rồi. Bây giờ mình đi rồi. Mình đi đâu nhở? Ôi anh ơi. Oh nice. Hóa ra đi đường này. Đời mình còn có thể đẹp hơn không? What? Có bị ngáo à? Ê anh, nếu mình đứng trong này nó không nhìn thấy mình. What the fuck? Phải đi đâu nhỉ? Thì cơ bản là mình phải tìm cái chỗ cơ bản là biết là đường vào đây rồi để làm gì? Chẳng có chỗ nào để mà đi tiếp cả. Đây là cái cửa duy nhất đi vào đây. Là sao? Nothing to do here. Mày ở đâu vào đây? Oh, hello. All of you! Judgment! Little spider's eyes! God damn it! God damn it! Fuck you, fuck your shit. Ô, cửa này mở rồi này. Sao bây giờ nó lại mở? Không cần biết. Nhưng mà cái chính mình phải đi đâu? Thôi, bye bye. Ê, anh ơi đừng đùa vai. Thôi đùa mình red quit đây, chịu rồi đấy. Chạy ở đây rồi còn chết.
Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau của Outlast Whistleblower. Cáu lắm chơi trò này kiểu bất uất ấy. God damn it. Thôi ít nhất mình chơi được đến màn này mình cũng giỏi rồi. Bye. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau của Outlast Whistleblower. Goodbye.